Sim là một cây thuốc mà trong các sách đông y có tên gọi là sơn nẫm, cương nẫm, nẫm tử, dương lê, đào kim nương, hồng sim. Sim có nguồn gốc bản địa ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Nước ép quả sim không những thơm ngon bổ dưỡng mà còn được xem như là dược thiện của gia đình, có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Theo đông y, quả sim có vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, chỉ huyết, cầm máu, sáp trường, cố tinh, dùng chữa các chứng huyết hư, thổ huyết, mũi chảy máu, tiểu tiện ra máu, lị, thoát giang, tai ù, di tinh, bằng huyết, đới hạ. Khi quả sim chín, có thể dùng tươi hoặc phơi khô để dùng dần. Sim dùng để trị thiếu máu khi có thai, suy nhược sau cơn bệnh, an thai. Trái chín ăn rất ngon và bổ. Y học đã chứng minh chất màu tím của trái là anthocyanin, có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, chữa viêm dạ dày, viêm ruột cấp. Dùng lá sim tươi 50-100g, lá khô từ 15-20g, xác nước uống. Chữa ngoại thương xuất huyết, dùng lá sim tươi, rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ vết thương. Chữa tiêu chảy, dùng búp và lá sim non, mỗi ngày 20-30 búp dưới dạng thuốc sắc chữa tiêu chảy hoặc đi lị. Một số nơi còn dùng búp sim phối hợp với búp ổi hoặc vỏ ổi riêng chữa tiêu chảy.